Vâng, xin chào tất cả quý cô bác anh chị trong toàn quốc và các anh chị đang chuẩn bị xây nhà. Thì hôm nay trên kênh YouTube Phạm Văn Tuân, đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green rất là hân hoan, vui mừng chia sẻ với tất cả các quý cô bác anh chị một cái bộ hồ sơ công trình nhà 2 tầng thiết kế theo dạng tân cổ điển mà đơn vị chúng tôi thiết kế cho khách hàng anh Thái ở tỉnh Hải Dương. Sau khi anh Thái xem được rất nhiều các video của đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green và anh quyết định trao chọn toàn bộ niềm tin cho đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green, thì cũng qua video này rất là cảm ơn gia đình anh Thái đã trao chọn toàn bộ niềm tin cho đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green. Và hôm nay thì trên kênh YouTube Phạm Văn Tuân thì chúng tôi rất là hân hoan, vui mừng chia sẻ đến với toàn bộ các quý cô bác các anh chị đang theo dõi được video này toàn bộ cái hồ sơ công trình với kích thước mặt tiền là 9,25m, chiều sâu nhà 11m, và đơn vị chúng tôi đã bố trí công năng như nào và cái kiến trúc làm sao, thì trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ toàn bộ hồ sơ cho tất cả quý cô bác các anh chị để chúng ta theo dõi. Bây giờ mời tất cả các anh chị chúng ta quan sát vào vị trí trung tâm của ngôi nhà. Tôi sẽ chia sẻ về mặt kiến trúc trước, sau đó chúng ta sẽ đến về mặt công năng và những cái chia sẻ về quá trình thi công xây dựng. Thì đây thì các anh chị chúng ta quan sát với cái kiến trúc tân cổ điển thì điều đặc biệt là những cái ô cửa cuốn vòm là không thể thiếu. Phần cuốn vòm tạo ra cái nét đặc trưng cho ngôi nhà các anh chị nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ tạo ra những cái nét đặc trưng cho ngôi nhà. Thế thì chúng ta sẽ quan sát ở cái khu vực này. Chúng ta sẽ nhìn ở khu vực đằng trước, chúng ta bước 5 bậc để chúng ta đi vào khu vực phòng khách. Và ở đây thì các cái vị trí cột, chân cột chúng tôi cũng thiết kế đấu đắp này. Đấy, và cái phần đầu cột chúng tôi cũng đắp này. Và đặc thù, tôi nói đặc thù đây cái điểm phần cuốn vòm này. Đấy, cái phần cuốn vòm. Các cái phần cuốn vòm này tạo ra điểm nhấn của kiến trúc tân cổ điển các anh chị nhé. Đây chúng ta sẽ phân biệt được các kiến trúc và các ô cửa sổ cuốn vòm bên trước này. Đấy. Và các cái ô cửa sổ bên hông này cũng thế. Tương tự chúng ta nhé. Quan sát. Ở đây thì có một cái lối nữa. Chúng ta sẽ đi thẳng cái lối đằng này. Chúng ta sẽ đi vào không gian bếp theo cái đầu con chuột tôi chỉ đây các anh chị này. Chúng ta đi vào trong bếp. Thế chúng ta sẽ có hai lối. Một lối là các anh chị sẽ đi vào cửa trước. Chúng ta tiếp khách. Lối thứ hai là các chị em phụ nữ chúng ta mua thức ăn, chuẩn bị nấu nướng để đãi khách, thì chúng ta sẽ đi vào đây, đi vào trong không gian bếp. Đây là hai lối. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát cái góc tiếp theo của căn biệt thự này. Đây là cái góc trực diện để chúng ta sẽ nhìn toàn cảnh không gian của ngôi nhà. Thì góc này là góc đẹp nhất, chúng ta khoe toàn bộ cái phần mặt tiền của ngôi nhà với kiến trúc căn nhà 2 tầng thiết kế theo dạng tân cổ điển mái Nhật này. Thì các anh chị sẽ nhìn thấy cái vẻ bề thế của ngôi nhà. Mặt tiền là 9m2 thôi, chỉ có 9m2 thôi các anh chị nhé. Ở dưới tầng 1 thì cái ô cửa sổ vuông vắn và các cái phào chỉ tạo điểm nhấn. Thứ hai ở trên tầng 2 thì các cái ô cửa sổ được đắp vẽ cẩn thận hơn và có đường nét sang trọng hơn một chút. Ở tầng 1 thì cái độ khỏe khoắn vuông vắn ô cửa sổ, thì tầng 2 là những cái phần điểm nhấn của các vòm cong tạo ra ngôi biệt thự 2 tầng đẹp và lung linh hơn rất là nhiều. Và phía phần mái phía trên thì chúng tôi sử dụng đó là sắt mỹ nghệ, chúng tôi hàn và các cái điểm uốn cong tạo ra những cái cánh hoa. Và trên thì sử dụng tấm nhựa giả kính màu vàng tạo ra điểm nhấn của không gian nhà. Tiếp theo thì với góc nhìn này chúng ta sẽ có góc nhìn từ trái sang phải. Với góc nhìn này thì các anh chị nhìn được cái không gian phía đằng hồi của công trình. Thì ở phía đằng hồi này thì các anh chị quan sát là cái phần ô cầu thang thì chúng tôi để cửa kính trong suốt từ tầng 1 lên đến tầng 2 và cuốn vòm cong ở phần mái phía trên. Và các cái ô cửa sổ chúng tôi thiết kế cuốn vòm để cho nó đồng bộ và các cái họa tiết hoa văn đắp. Và đặc biệt thì không gian ở dưới tầng 1 thì cái phần chân móng thì chúng tôi ốp đá hết không gian nhà. Còn thứ hai là toàn bộ với những căn biệt thự sang trọng tân cổ này thì chúng ta sẽ sơn màu trắng sứ. Đây là màu đẹp nhất các anh chị nhé, màu đẹp nhất của cái căn biệt thự. Chúng ta sẽ đến với góc nhìn tiếp theo. Ở góc nhìn này thì tôi sẽ zoom chi tiết cho các anh chị cái phần đắp hoa văn và các cái phần phào chỉ để các anh chị nhìn. Đó, là quan sát rất là chi tiết. Và ở đây cái phần cột cũng khói giả thì chúng ta sẽ nhìn ở đây. Đó, tôi sẽ zoom chi tiết cho các anh chị nhìn. Đấy, ta nhìn các cái phào chỉ rất là đẹp. Nếu mà chúng ta đắp như thế này lên thì nhìn nó rất là sang trọng. Rồi, đấy, các anh chị nhìn tổng thể. Tại cái vị trí tổng thể này thì các anh sẽ nhìn thấy cái phần đi vào bếp thì chúng ta giả có cái ống khói phía trên này. Để giả thôi, chúng ta sẽ đắp đá inox từ dưới lên tận lên trên. Đó. Tiếp theo
thì với cái góc này thì các anh chị nhìn nó rõ hơn. Thì các anh chị có tham quan cái khu vực nào tôi sẽ zoom khu vực đó cho các anh chị. Ví dụ chúng ta sẽ xem cái phần đắp hai cái chân cột của sảnh phía trước nhà, và hai cái chân cột này thì cũng đắp vào phần góc nhà. Tôi sẽ zoom gần cho các anh chị nhìn rõ hơn. Đây các anh chị nhìn sẽ tinh tường rõ hơn này. Đó, các vị trí hoa văn cái phần cột đắp này. Đó. Zoom lại, đây các cái cạnh của phào chỉ chúng ta miết này, và các chỉ lõm này. Đây các họa tiết hoa văn đây, cái phần cuốn vòm của chúng ta đây. Đó. Nếu mà các anh chị cần zoom cái nào thì tôi sẽ zoom ra. Cái phần lan can sắt này thì các anh chị chú ý là chúng ta sẽ hàn, sau đó thì chúng ta sẽ sơn tĩnh điện thì nó sẽ biết rất là bền màu theo thời gian. Đó, các anh chị, tôi sẽ zoom hết cho các anh chị nhìn. Đây, cái ô cửa sổ này, cuốn vòm ra, sau này chúng ta làm đúng như này lên rất là nét và đẹp. Đó, các cái ô cửa. Chúng ta tham quan một lượt đúng không ạ? Rồi, giờ chúng ta sẽ nhìn các cái góc nhìn. Đây là góc nhìn phía trước chúng ta vừa nhìn rồi. Cái phần ô cửa phía phần vuông vắn này, chúng ta nhìn cái phần các cái chỉ giật cấp của cái ô cửa vuông ở bên dưới tầng dưới, và trên tầng 2 thì các cái ô cửa kính. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ làm những cái ô cửa kính như này thì nó rất là đẹp. Thì bình thường ngày xưa đấy thì chúng ta làm các ô cửa sổ này, chúng ta lại bên trong lại có một cái song song bằng inox nữa, thì chúng ta nhìn ngôi nhà nó rất là bị rối rắm. Thì bây giờ chúng ta sẽ bỏ hết, chúng ta sử dụng hết bằng kính cường lực như này. Đó. Rồi. Thì các anh chị lưu ý, chúng ta thích tham quan vào những cái ô và cái cạnh đắp nào thì tôi sẽ chia sẻ. Đây là cái họa tiết hoa văn này, đắp vẽ này. Đấy, đây là cái không gian của cái khu vực phòng vệ sinh này, cũng đắp vẽ này, cái cửa sổ đấy. Đấy, hệ thống cuốn vòm trơn này, ta nhìn cái cuốn vòm trơn này. Đó. Đây là cái phần cuốn vòm của khu cầu thang này. Đây là khu vực chúng ta nhìn cái ô cửa lỗ thông đây này. Đấy, cái chỗ này là chúng ta phơi quần áo này, phơi phóng quần áo khu vực dưới tầng 1. À, thông thoáng hết cho các anh chị nhìn. Tiếp theo thì các anh chị nhìn là tổng thể khuôn viên, thì chúng tôi cũng chia sẻ các anh chị là các cái phần ở đây thì chúng tôi cũng hình ảnh nó nét nhất cho các chị. Thì cái phần phía dưới chân móng này, ốp đá dối này, ta nhìn cái đá dối này. Đó. Ta nhìn cái đá dối này, nhìn nó rất là đẹp và tăng cái độ khỏe khoắn cho công trình nhé. Đó. Zoom gần zoom xa cho các anh chị nhìn. Rồi, ở cái góc này thì các anh chị quan sát được cái hệ mái phía trên. Cái mái phía trên thì nó rất là đơn giản thôi các anh chị. Thứ nhất là chúng ta tạo ra cái một cái mái chính, và thứ hai là cái mái phụ nhỏ ở khu vực ban công phụ này thôi. Nếu mà cái ban công phụ này không có thì chúng ta sẽ làm thẳng luôn, nhưng mà thế thì chúng ta sẽ không có điểm nhấn. À, không điểm nhấn thì chúng tôi tạo ra cái điểm nhấn. Về cái hệ mái phía trên thì các anh chị nhìn như này, rất là dễ thi công thôi, nó không có gì là phức tạp cả. Ở đây thì các anh chị chú ý là cái ngói. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng cái ngói cao cấp. Ngói cao cấp này là ngói phẳng nhé, chứ không phải là ngói lượn sóng của chúng ta. Với cái loại ngói phẳng này thì chúng ta sẽ chi phí nó đắt hơn. Nó rơi đâu đó là 65.000 một viên. Nhưng cái ngói phẳng này thì cái khả năng cách nhiệt và giúp cho cái ngôi nhà của chúng ta sẽ mát về mùa hè ấm về mùa đông. Các anh chị chú ý. Tiếp theo ở cái góc nhìn phía đằng sau hồi đây. Đằng hồi này chúng ta sẽ nhìn được rõ hơn cái hệ mái của công trình, chúng ta nhìn từ trên cao. Chúng ta nhìn xuống anh chị nhé. Thì tại vị trí cao khu vực này thì chúng ta sẽ đã đặt tét nước ở bên trong. Các anh chị nhìn. Đó, cái hệ mái phía trên này. Đó. Các cái góc để cho các anh chị nhìn. Chúng ta sẽ quay trở lại cái góc nhìn đẹp nhất. Đây, ở cái góc này. Tại góc này là góc nhìn đẹp nhất để chúng ta sẽ quan sát được tổng thể khuôn viên của ngôi nhà. Thì các anh chị quan sát góc này là góc đẹp nhất. Nếu mà đánh giá về thang điểm 8, điểm 9 và điểm 10 thì anh chị sẽ cho xem cái ngôi nhà này về kiến trúc bên ngoài chúng ta xem là đạt điểm 8 hay điểm 9, điểm 10. Các anh chị hãy comment ở phía dưới video để tôi đọc được cái cảm nhận của anh chị, và đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green sẽ cố gắng làm tốt hơn nếu như những cái đóng góp của anh chị. Và bây giờ thì các anh chị rất là mong muốn biết xem là phía bên trong của ngôi nhà này diện tích và công năng các cái phòng như nào. Đây là cái không gian ở dưới tầng 1 bên trong của nhà. Thì chúng ta sẽ bước 5 bậc. Thì các anh chị nhìn bước 5 bậc. Đây, chúng ta sẽ bước 5 bậc các cái vị trí đi đây. 5 bậc chúng ta sẽ vào vị trí không gian phòng khách. Bước tiếp theo lối này, đi lối cửa phụ 5 bậc chúng ta vào cái cửa này.
thì chúng ta vào không gian phòng bếp. Thì một công trình bao giờ chúng ta sẽ có hai cửa, một cửa đi vào phòng chính, một cửa phòng bếp, thì cửa này gọi là cửa vào và cửa ra, cửa thoát hiểm. Là cái này vào cửa ra. Ở phòng 1 này thì ở tầng 1 này thì chúng ta sẽ có thứ nhất là một phòng ngủ. Một phòng ngủ. Đây là phòng vệ sinh, đây là khu phía đằng sau khu phơi đồ này. Đấy các anh chị nhìn nhé. Rồi tiếp cái lối này chúng ta sẽ bước 5 bậc là đi lên trên đây khu cầu thang. Thế nhá, còn đây là không gian bếp mấy cái phục vụ bàn ăn. Đấy, các anh chị nhớ bếp bàn ăn phía đằng này thì chúng ta đi đây là lối khu vực chúng ta phơi đồ, máy giặt, quần áo ở đấy các anh chị phơi đó. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn cái không gian công năng. Thì đây chúng tôi đã tính toán rất là kỹ cho gia đình rồi. Kích thước tôi view gần lại cho các anh chị nhìn. Đấy. Nhìn anh chị nhìn đây, kích thước mặt tiền là 9m. 9m25. Thì chúng ta sẽ vào không gian phòng khách của chúng ta. Tôi sẽ chia sẻ từng diện tích cho các anh chị nhìn luôn. Đây các anh chị nhìn. Tại cái vị trí phòng khách đây của chúng ta là 28m2, phòng bếp là 22m2, phòng ngủ số 1 19m2 và khu vực sân phơi đây của chúng ta là 6m2. Ở đây trên cầu thang của chúng ta đi đến bậc thứ 11 chúng ta nghỉ, bậc thứ 14 chúng ta nghỉ, từ bậc 15 đến bậc 25 đây. Đó. Và tại với cái vị trí không gian của chúng ta. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục lên trên tầng 2. Tầng 1 xong này. Rồi chúng ta sẽ xem cái công năng tầng 2 và cái không gian bố trí các phòng. Tại vị trí tầng 2 đây, các anh chị nhìn nhé. Thì chúng ta sẽ quan sát. Ở vị trí tầng 2 đây thì các anh chị quan sát này. Chúng ta sau khi chúng ta đi từ dưới lên đây 25 bậc. Thì chúng ta sẽ đến một cái hành lang là 11m2. Ở cái hành lang này thì chúng ta đến cái phòng ngủ số 2 của chúng ta là 20m2. Phòng ngủ số 2 này có phòng vệ sinh khép kín bên trong là 5m2. Phòng vệ sinh này trùng với phòng vệ sinh phía dưới để chúng ta dễ đi đường ống nước, hộp kỹ thuật. Tiếp tục chúng ta đến phòng ngủ số 3 11m2. Phòng này thì chúng ta thỉnh thoảng dành cho khách thôi. Gia đình hiện tại ít sử dụng phòng này. Tiếp theo phòng ngủ số 4 15m2 và không gian phòng thờ 13m2 các anh chị nhé. Phòng ngủ số 2, phòng ngủ master này, phòng ngủ của vợ chồng anh này. Đây thì có cái ban công view này, còn phòng thờ có ban công view rộng này. Đấy. Và giữa hai phòng ngủ này thì chúng ta phòng ngủ số 3, phòng ngủ số 4 chúng ta có phòng tắm và vệ sinh khép kín là 16m2 bằng cái phòng phơi ở phía dưới. Đó. Đây chúng ta sẽ nhìn 2D 3D. Thì đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green chúng tôi áp dụng công nghệ BIM, công nghệ tiên tiến nhất của Mỹ vào trong quá trình tư vấn thiết kế thi công xây dựng nhà. Thì đây các anh chị nhìn cái không gian bố trí nội thất ở trên tầng 2. Ở đây các anh chị nhìn. Để trên tầng 2 đây thì chúng ta sẽ đi cầu thang lên đến cái vị trí này. Thì chúng ta đi vào đây phòng ngủ này, phòng ngủ, phòng thờ này. Đây khu vực phòng tắm vệ sinh khép kín này. Phòng ngủ này là góc view đẹp nhất này. Đó. Phòng ngủ này. Phòng này dành cho khách ít khi sử dụng các anh chị nhé. Ở đây phòng thờ, ban công phòng thờ. Đấy, thì chúng ta sẽ nhìn được tổng thể không gian khuôn viên của ngôi nhà. Thì các anh chị nhìn được cái ngôi nhà như này thì chúng ta thấy là nó rất là đẹp đúng không ạ? Đấy, các cái góc cạnh cho các anh chị nhìn một lần nữa. Đó. Và cái công năng tầng 1, công năng tầng 2. Đó. Rất là chi tiết như vậy. Cũng qua video này, chân thành cảm ơn anh Thái ở tỉnh Hải Dương. Những anh chị nào ở tỉnh Hải Dương mà cần tư vấn thiết kế thì nhấc máy lên liên hệ ngay với đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green theo số online 0386 325 566. Cũng qua video này chân thành cảm ơn gia đình anh Thái. Chúc anh và đại gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Cảm ơn tất cả các quý khán giả đã theo dõi đến cuối đoạn video clip này. Các bạn cần tư vấn thiết kế thì hãy liên hệ ngay với đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green. Và các anh chị có thể vào website 1001 mỗi nhà đẹp.com để theo dõi vào trang fanpage của công ty thiết kế nhà đẹp Green. Và các anh chị quét mã QR chúng tôi để sau video này thì các anh chị sẽ liên hệ với các cái chuyên gia, đội ngũ, các kiến trúc sư, kỹ sư lành nghề để tư vấn thiết kế cho tất cả các anh chị. Rồi, hẹn gặp lại các anh chị ở video tiếp theo.